chào cả nhà nha. Con đi qua nhà chị chơi nữa nè cả nhà ơi. Con đang ở quận Bình Tân. Cha Su nó qua chơi với bé Vân, nó đòi hỏm gại chứ. nãy giờ ở nhà buồn chết luôn à, tính ra quán mà thôi lười biếng quá à. Rồi ngóng ngóng chị về chơi. Lúc mà em lên á, lúc mà nãy là anh đang cao điểm. Dạ hả? Vô đoàn không mà. Dữ vậy, quán đông như vậy? Ừ. Mà mua đồ ăn nè. Vô đoàn đoàn. Này buồn quay review buồn quay chơi cả nhà chứ bây giờ làm YouTube cũng ngán quá à, chán quá à. Em làm cái em chán cái ghê luôn à, con có bẫy chuột nè cả nhà không biết nữa, nói chung là cảm thấy nó chán. Giờ muốn quay gì quay chứ không cần chủ đề, không cần gì hết trơn. Này ốm rồi, bán quán này ốm rồi. Cảm nhờm. Cảm. Biết sao chắc chị về đi. Không ngủ. À, mệt. Tắm đêm hả? Chắc nó nhiễm nước. À, ờ, được tắm đêm nguy hiểm lắm á. Mệt mà. Chị mà chủ vẫn sang vẫn đẹp nha cả nhà. Sao đầu cổ sáng chưa chạy một cơn. Chưa chạy mà vẫn thấy đẹp. Trời ơi. 11 giờ cả nhà, ăn không thèm ăn sáng luôn. Mà chán là không thèm ăn sáng luôn. Tại hôm mà mất ngủ hôm thức cả đêm luôn, tới 4 giờ sáng nó chập chờn. Hôm nay hai chị mất ngủ nó đóng bút trong người, nó bốc quả bốn. Nó chán đời. Là bị cái đó mọi người nó bị đó nha. Tại vì con mổ của em thường trứng ở cả nhà cho nên là bị hậu á. Mình nói tới đó thôi chứ mình nói là không nói hết, nó sơ sơ thôi, không nói kỹ. À, tự nhiên nó mập lên 4kg, bữa nay là kìm ăn bớt lại á, rồi cho nên là giờ cũng đỡ, chị thấy em đâu mập đúng không? Bữa hổm cái mặt em dần dần như cái mâm luôn á. Ờ, bận đồ vô nó cũng ngắt à, nó không dám ăn đâu. Trời ơi, tính là ta nè, anh không vậy? Trời ơi, nhưng chụp đây, tính là ta nè, cả nhà. Rồi, nó nhỏ nhỏ ngon quá ha. Nè, gà xo nè, cái này chắc gà xo quá ha. Nhỏ nhỏ xíu. Làm gì, có làm gì là theo rửa gì không cha. Mấy cái thùng này chị mua nhiêu cái ha? 800 mấy. 800 mấy cái bự hả? Cái nhỏ là ghiên hả? 800 mấy đó, cái bự mắc hơn đó. Là cái nhỏ 800 mấy? Ừ. À, cái bự chắc triệu mấy quá, hai cái là chắc cỡ 2 triệu à. Cái này là để đựng nước đá đâu hả chị ha? Củ trà hả? À, có cái giò nè. Nói chung tiện lắm, trời mình bỏ đá vô đây, mình chế bia vô đây mình uống. Nó giữ nhiệt mà. Giữ lạnh, giữ nhiệt luôn phải không? Nó còn giữ nhiệt á. À, tủ chén rồi. Nhà rộng để gì để, còn nhà em gói gọn để cái lung tung thôi. Trời ơi, em thấy ông rộng mà chị thấy em thấy chị để còn sót chỗ nào. Bà ngoại à. Bà ngoại làm ly cà phê rồi, nãy rủ ăn uống mà không có uống. Vì cà phê ngày nào cũng có cà phê. Sao bà chủ nhà cắm bông nè, đẹp chưa? Đơn giản nhưng mà thấy dễ thương hả chị ha. Cái chậu bông nó lùng thấy cưng quá à. Đây, cả nhà ơi, cái chậu bông, cái bình giống như bình nuôi cá vậy. Phải không? Đúng. Nhưng mà nó lại hay á, nó lại dễ thương á. Ừ. Cái kiểu này thì em cắm cho thấp lắm nè. Ờ, cái này là gì kêu lại gì chị, cái này bằng anh hả? Còn cái này là hoa đồng tiền hả? À, dễ thương quá. Ôi, đơn giản nhưng mà nhìn nó cực kỳ dễ thương. Nó lùng mà nó xòe đều hết trơn ha. À, phải chị đứng chị dịnh chị dịnh cái bông em cái chị để em lấy ảnh thêm nè. Thiếu cái gì chị? À, dễ thương ha, hình bông dễ thương ha. Đây. Như đây là hoa ly. Hoa ly giờ này mát không chị?
đẹp quá trời. Mùa về thì cắm dễ thương. Cá lông cái gì lông, em mỗi lần mà em tới đây là em biết cái con cá này mà lại quên tên nữa, ghi đi chứ, tên gì quên. Con cá này, cái giống cá này nó bự lắm, có con bự chảng luôn, mấy chục ký luôn. Cái đầu nó bự như cá la hán vậy, nhưng mà cá tai tượng. Nó thấy gần đưa máy quay vô cái nó đưa cái đầu nó vô này cả nhà, giống như nó ngừa của mình đó, ghê. Giữ miệng à, miệng thằng quạt. Con heo nè, hôm Tết nghe em với chị chụp hình nè. Họ bỏ biết nào ở đây con heo này trời, quá trời bự luôn, bự dữ lắm. Thơm, nghe cái mùi đó thơm là sắc gì, gì ăn bún, bún, bánh tráng rồi ăn bánh xèo rồi ha, thơm gì đó. Cũng được, làm đơn giản ăn đại, chứ là chiều ăn rồi, bài ra nó thì lưng là chiều, lưng rồi. Ừ. Ủa sao em thấy gọn ghê chị, em tưởng tao qua là bàn ghế thì dữ lắm chứ. Không có gì đâu, con đâu có dâu chứ. Giống như cái tiệc vậy mà. Biết rồi, nhưng mà anh tưởng tao là chuẩn bị trước rồi này kia, đúng không? Cô dâu đâu? Cô dâu làm xúc quần nè. Cái này cô dâu đi phụ cà phê với chị. Làm tối mặt tối mũi ông đâu chạy rồi ông Thật, ông Hùng, ông Hưng gì ra ép lính. Chị đi chợ về tấp vô làm luôn tới giờ. Chủ yếu là nè, ba chân đứt, tôi lấy đứt tè le rồi á, anh mới đứt khó nghe nè, rồi khớp nè. Chị đang bản rồi, hai rưỡi nghỉ. À đúng hả? Vậy chứ ghé dài chứ một giờ giờ cắt một bê. Mà anh giờ cầu cưa chứ cũng không một giờ cũng chọn được. Hồi tối hả? 12 giờ đêm mới về. Đá banh. Khách coi tới 12 giờ đêm. Đúng rồi, mấy ngày đá banh khách đông lắm. Còn có mình chị nè, với lại con hai đứa nữa với ông Đông. Dọn mấy đứa kia cho nó về để sáng mai nó tới rồi. Cho nó về sớm. Dọn rửa rồi ấy. Ôi trời ơi. Trời ơi. Em thấy chị về nói chuyện 3 năm dữ lắm rồi. Bịch này bịch gì mày? Cà phê để. Chủ yếu là bữa nay qua người ra đậu đám cưới cháu của chị tới Vĩnh Hạnh, chiều mới tới 6 giờ chiều. Giờ mình quay cảnh hậu trường nha cả nhà, hậu trường chưa có tới, chị chiều quay tiếp nữa nha. Quay chơi làm kỷ niệm mà chơi nhớ cháu cả nhà, biết nó cho quay không ta? Quay chưa hỏi. Chạy đi quay. Bây giờ mình ngồi ăn thấy mình đâu quay được.
giờ lo chạy trang điểm có cầm ra luôn hả chị? Thảo chắc chịu ra tiệm làm nhẹ nhẹ à, chơi làm đầm chủ yếu bữa làm quên giờ trên đây không lẽ mình làm bàn bạn bè rồi làm bàn cho bàn của quán thì thấy nó kỳ quá. Với đã với quê rồi mà đây là lên trên đây cũng để đây giống như là báo cáo các bác các chú rồi báo bà con cô bác biết á, là cháu như lấy chồng với quê cũng để rồi vậy cũng được á chị. Nói chung là gọn lẹ. Cô bị như nhà cô dâu ở xa nhà chú rể, hai nhà cách xa nhau quá, người ở Long An, người ở Đồng Tháp. Có gì? Chú rể ở Đồng Tháp mà ở mấy cái huyện nào mà đi tới lên nhà chị tới cũng khoảng 4-5 tiếng đồng hồ. Sao vậy? Khỏe hả? Ừ. Để vậy cũng được rồi. Này, chị Hạnh chiên trứng ăn cơm, ăn sáng nha cả nhà. 11 giờ rưỡi trưa rồi. Tính không ăn luôn. À, thịt luộc là cuốn rau hay gì á. Chị Hạnh mua cánh gà chắc làm cho mấy đứa nhỏ ăn nè. Cánh gà này ở ngoài nhiêu tiếng ha. Ngon ha. Rồi mà cả nhà cùng ăn cơm với hai chị em nha. Ăn luôn chị. Dưa leo khỏi cắt ha, để gì cạp ăn luôn nha. Sợ mập hồi nhỏ khoái mập ghê mà xin vợ lớn làm sao nhỏ trời ơi mê khoái rồi đó em ốm dữ lắm nhỏ xíu có chút ai đi đâu ăn ngon mà đi qua chùm gió bay dạ cũng ăn miếng cho có sức khoái ăn không cũng khoái ăn cũng nóng mặn chứ nhà chị cũng ăn nóng mặn chị từ khi ăn 4 sáng thì chị muốn là ăn này quay lên ăn tao cười ăn tao cười ăn tao quẹt ăn quay hoài em tính là còn nó còn sang hơn cái bộ mẹ tại nó còn sang rồi cả nhà ơi thì nghĩ còn đang nói chuyện nó cứ hai phan gì nhiều khi cũng gán cố gắng bị mị nhưng mà gán thiết kế lại đang căng tâm hồn không bị mị cũng đẹp thiệt chị giờ đâu nó lớn cơm trứng với dưa leo bây giờ ơi nó mà anh mới đỡ không chứ bữa mà cái bữa mà rồi tại em nhỏ mà anh mập lên 4 kg thấy cái mặt nó bự còn 4 kg không còn 48 kg anh lên 52 kg trăm đồng có tháng ăn nhỏ ngon chứ không mà tự nhiên nó lên hay là em ăn được nó lên em đâu có ăn đâu ăn cũng bình thường chứ không phải là ăn nhiều nó lên ăn cũng bình thường nó mặn mà bỏ ớt được cho cay không ha nó mới lâu làm nữa nó ngon nó cả nhà nó thơm ghê ăn đậm vị ăn về ăn trứng trang vô trứng không chứ cái này có tất mỡ vậy trời ơi ăn chung quên có luôn hả không phải vô ăn cũng tắt thôi mà chung này cái này lớp mỡ ăn vô là cực kỳ luôn qua chị nấu thôi nhưng mà cái này sao vớt ha mỡ thấy cái muỗng gì mỡ không à chị vớt vậy qua chị vớt miếng chan nữa dễ không phải ăn gì lắm luôn á mà hồi xưa còn trộn đường ăn nó kìa nhỏ qua chị vớt nhớ chị ăn trời ơi bây giờ chan nước mắm phải em phải ăn cơm trắng mà chan nước mắm thì với cái mỡ á, mỡ ớt gì nè không cần ăn thứ gì khác sống như rồi không thôi nó dọn cái nhiều món vô Vân Lan hồi xưa chị nhìn vô đang bệnh nhé theo nhìn cái ghê đầu quá thăm miếng trong rồi bỏ xưa rồi